Ngày 18 tháng 7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, công tác tư pháp thanh tra pháp chế và công tác 1389. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan tư pháp, thanh tra pháp chế, kiểm toán đã kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời công tác xây dựng phổ biến pháp luật, thanh tra kiểm tra và phòng chống tội phạm, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án được triển khai mạnh mẽ quyết liệt, bảo đảm đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động bám nắm tình hình địa bàn nội ngoại biên, xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 585 vụ tội phạm về ma túy, 458 vụ buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa. Lực lượng cảnh sát biển kết hợp tuần tra kiểm soát công khai với trinh sát bí mật bắt giữ xử lý 990 vụ vi phạm pháp luật trên biển, tuyên truyền phòng chống tội phạm IUU cho 31.918 lượt người. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh 86 đã vô hiệu hóa, bóc gỡ hơn 12.000 bài viết, video xấu độc tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận và biểu dương những thành tích các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng thực hiện chặt chẽ nắm và quản lý chắc tình hình vi phạm tội phạm, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chỉ huy các cấp làm tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm tội phạm, Hiện chặt chẽ đúng pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, tập trung lực lượng điều tra xử lý các vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, bảo đảm đúng thời gian theo quy định, thực hiện tốt công tác giải quyết tin tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cơ quan chức năng triển khai toàn diện hoạt động thanh tra kiểm tra kiểm toán theo kế hoạch và đột xuất, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân. Đặc biệt, lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn người, xuất nhập cảnh trái phép, mở đợt cao điểm đấu tranh tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.